Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, hiện tại bây giờ trên màn hình của quý vị và các bác thì đây nó chính là đôi siêu chép Pioneer X200. Đấy, đây là vân gỗ, và vân gỗ của nó là vân gỗ gỗ thật luôn nhé, gỗ zin luôn, gỗ thịt, cho nên là những cái vân này nó là vân thật, nó không phải là vân giả. Và các bác cũng đang được xem rất là cận cảnh với những dòng loa siêu chép Pioneer này thì em cũng đã cho lên kênh khá là nhiều rồi. Vâng, và những cái bác nào mà thích nghe nhiều siêu chép một chút thì những cái bác ấy sẽ thêm những cái đôi loa siêu chép này vào, hỗ trợ những cái đôi loa. Và những dòng siêu chép này nó chuyên trị những cái đôi loa mà chép nó bị yếu, nó bị nó hay bị chết chép của nó, thì các bác lấy những đôi loa siêu chép này về và các bác sẽ giảm tải được cho những cái đôi loa chép như thế này. Các bác sẽ giảm tải được những cái đôi loa chép như thế này thì nó sẽ bền hơn và tuổi thọ của nó sẽ cao hơn, và nó đánh những cái giải từ 16k đến giải 30k, nó gọi là tuyệt vời ông mặt trời. Hiện tại bây giờ em đang đánh đôi Pioneer X200 này luôn nhé. Tiếng rất là hay, rất là mềm mại và uyển chuyển khi ghép với những đôi loa bass 30 như thế này. Dạ vâng, và như các bác có thể thấy này, những cái đôi loa siêu chép này thì chúng ta không cần vặn chỉnh ở đâu cả, bởi vì nó tự động hết, và chúng ta cũng không cần là cắm từ cọc này sang bên cọc kia hay là cắm cọc 1, 2, 3, 4. Vâng, những cái đôi loa siêu chép này nó rất là tiện lợi cho người sử dụng, và nó các bác dùng và các bác không có thể trưng bày được nữa. Và bây giờ em sẽ mở to lên một chút xíu và em sẽ rút cái đôi loa siêu chép này ra để cho các bác cùng nghe nhé, cùng cảm nhận luôn. Này, bây giờ em sẽ rút ra này. Nghe nó có những cái sự khác biệt, nó rất là lớn luôn. Xây bản đầu rồi đi vào thiên.
bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video và những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Em xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo và những buổi livestream mới tiếp theo ạ.